cảnh sát tổng cầu thuật lại khoảnh khắc cuối cùng của tử tù Trương Ngọc Điệp. Tử tù bay đình hiếu, tôi không ăn nổi. Bị thua bạc và trở thành con nợ, Phan Đình Hiếu, 25 tuổi, xã Ngọc Hải, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, đã giết bà ngoại và làm ông ngoại bị thương để cướp của. Hiếu đã phải lĩnh án tử theo phán quyết của tòa án về tội giết người, cướp của. Theo miêu tả của báo Ninh Thuận, trước giờ thi hành án, bữa ăn cuối cùng của Hiếu là món xôi gà. Thế nhưng, tử tù này chỉ mở do đôi mắt nhìn mọi người trong trạng thái hốt hoảng và cố nhìn bữa ăn một cách vô thần. Sau lời nói ăn một chút đi của cán bộ trại giam, Hiếu hít một hơi rất sâu, cố trực tiếp xôi gà, cho tôi một ly cà phê đen. Sau đó, tử tù này giơ đôi bàn tay bị còng vuông ly cà phê nhấp một ngụm. Khi được hỏi có muốn xin về cho gia đình không, Hiếu đáp trong hơi thở run rẩy, nên chuyển lời mong địa phương quê nhà giúp đỡ mẹ tôi, xin bố mẹ tha lỗi cho đứa con bất hiếu này. Tử tù chỉ ăn được một miếng. Đó là trường hợp của tử tù Phạm Văn Hội, sinh năm 1987, quê Ninh Bình, tạm trú huyện Đắk Đoa, Gia Lai. Hội đã giết bản thân của mình để cướp của rồi lôi xác nạn nhân ra giữa lô cao su, sau đó chất lá đổ xăng thiêu xác để phi tang. Tử tù này từng nhận hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh người gây thương tích. Trước giờ thi hành án, hội lập cập đứng lên với sự áp giải của hai chiến sĩ cảnh sát và bản thân nhiều. Theo sự hướng dẫn của cán bộ quản giáo, hội lê từng bước nặng nề ra ngoài đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn cuối cùng. Nhưng rồi, tử tù này cũng chỉ nuốt thì đéo được đúng không? Đúng trước mặt. Cán bộ quản giáo không ăn đéo ăn. Ăn bữa lên thì cũng chỉ ăn sẵn chết. Rồi tiếp tục ngồi nhìn vào khoảng không vô định. Một cái suất ăn nó gấp 25 lần một suất ăn bình thường. Một suất ăn bình thường là 20.000. Thì gấp 20 lần là 500.000 một bữa ăn. Sau khi nhận án của bằng hình thức tiên huế, năm 2013, tử tù Vĩnh Toàn đã được công an tỉnh Thừa Thiên Huế.